Cái bài thuốc này có công dụng là bổ máu, đấy, hành huyết, dùng trong trường hợp người bị thiếu máu, những trường hợp mà cơ thể yếu, thể trạng suy nhược. Chào tất cả các bác. Hình ảnh các bác đang theo dõi đó chính là cây huyết giác các bạn, hay có tên khác là cây xó nhà này, cây trầm dứa này, đấy, hay còn có tên khác nữa là cây phát tài núi. Đấy, lá nó thì khá giống với lá dứa, dài, và trên thân của nó thì nó có trầm, người ta thường gọi nó là cây trầm dứa hay gọi là cây xó nhà. Đấy, còn trong đông y người ta gọi cây này với tên nó là cây huyết giác, và cái vị thuốc người ta thường dùng là cái thân hóa trầm của cây này, chính là vị thuốc huyết giác trong đông y, không những ở Việt Nam mà Trung Quốc, Nhật Bản người ta rất ưa chuộng dùng cái vị thuốc này trong một số những bài thuốc, ví dụ như là bị ngã, tổn thương, bầm dập. Đấy, hoặc là những cái bài thuốc về xương khớp. Đây là một cái gốc của nó. Này, một cái gốc. Cây này thân thì nó khá mềm. Đây ạ, cành nó khá mềm. Nhưng mà khi nó già đi thì cái thân này nó hóa gỗ. Đấy, hóa gỗ. Đây là một thân cây nó bị gãy xuống các bác này. Và các bác để ý kỹ, cái phần quân chặt ra đây thì nó ngả sang một cái màu, đấy, màu đỏ. Đây này, bên trong này. Đấy chính là cái trầm của nó các bạn. Cái trầm hay gọi là cái huyết của nó đấy ạ. Huyết xác đấy, chính là cái bộ phận chính của hàm thuốc. Đây, đấy, màu đỏ tươi như này. Còn cái lá đây, lá thì cô đã nói ban đầu, nó gần giống với lá dứa, nhưng mép lá thì nó không có răng cưa, nó không răng cưa. Mặt lá nhẵn bóng, gần như là không có cái gân ở giữa. Lá nó hình như là lưỡi kiếm đấy ạ, thuôn dài. Và khi sinh trưởng ở trong tự nhiên thì cây này thường những cái lá nó sẽ bị rụng đi, nó tạo thành những cái sẹo ở trên thân cây. Đây các bác nhìn này. Đấy, lá nó mọc xung quanh thân, sau khi rụng đi tạo thành những cái sẹo trên thân cây như này. Đấy, và thường ấy, những cái lá tươi thì nó tạo thành một đám, một búi ở phần ngọn của cây này. Đấy là đặc điểm tự nhiên rất dễ nhận biết của cây huyết giác. Đây quân đã chặt được một cành các bác này. Đấy, cây này thì người ta thường làm cảnh nhé, ở Hà Nội hoặc các thành phố lớn người ta cũng thường chuộng cây này mang về làm trồng vào những chậu làm cảnh. Đấy, chính là cái cây mà nó mọc tự nhiên ở trên vùng núi đá, ví dụ như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đấy, mọc trên những vùng núi đá, còn núi đất thì lại không gặp cái loại cây này. Đấy, và người ta đã di thực, người ta đã đào về trồng làm cảnh. Đấy, và có tên khác nữa người ta gọi là cây phát tài núi. Thì cây huyết giác hay gọi là cây xó nhà, đấy, phát tài núi, rồi trầm dứa này, dùng để làm gì? Đấy thưa bác, cái trầm này này các bác này, cái huyết này này, cái huyết cái trầm màu đỏ này này, đấy, màu đỏ tươi này, người ta sẽ lấy về, coi nhá, người ta sẽ lấy về để làm thuốc. Thì trong đông y đánh giá, huyết giác có vị đắng chát này, tính bình, có tác dụng là chỉ huyết, hành huyết, sinh cơ, hành khí, điều trị trong trường hợp bị tụ máu, bầm dập, đấy, sưng tấy và đau xương khớp. Đấy, có những kinh nghiệm dùng cái cây huyết giác làm thuốc này. Thứ nhất là khi bị thương, đấy, tụ máu do té ngã hay phong thấp đau nhức, người ta dùng huyết giác 15g, huyết dụ lấy cả lá, cả hoa, cả rễ 30g, đem sắc nước uống, dùng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, người ta dùng huyết giác 20g. Đấy, quế chi 20g, thiên niên kiện 20g, đại hồi 20g, địa liền 20g,
Đấy. Và gỗ vang là 40g. Tất cả đem sắc chung với 500ml. Đấy, ngâm với 500ml rượu ở 30 độ, sau đó là đem sắc lên, tức là đun cách thủy lên. Đấy. Đun cách thủy lên, tức là sắc luôn cả cái bình rượu lên. Hay gọi nó là trưng cách thủy đấy ạ. Đấy. Và ngày hôm sau là có thể đem ra để xoa bóp vào chỗ bị ngã, bầm dập đấy, rồi hoặc là đau nhức xương khớp. Đấy. Đấy là công dụng thứ nhất, đó là trong trường hợp bị thương, tụ máu, té ngã, đấy, đau nhức xương khớp. Cái công dụng thứ hai của cây này, đó là cây này tác dụng làm thuốc bổ máu. Đấy. Thì trong cái bài thuốc bổ máu này thì người ta dùng huyết giác 100g. Đấy, dùng huyết giác này 100g. Hoài sơn hay gọi là củ mài ấy, 100g. Hà thủ ô 100g. Quả tơ hồng 100g. Đấy. Và đỗ đen đem sao cháy 100g. Vừng đen 30g. Ngải cứu 20g. Và gạo nếp rang 10g. Tất cả tán thành bột trộn với mật. Đấy, làm thành viên. Ngày dùng khoảng 10 đến 15 viên. Đấy, 10 đến 15 viên. Các bác nhé, trộn thành viên. Ngày dùng đến 10 đến 15 viên. Cái viên nhỏ nhỏ chừng khoảng 1g này ạ, 1-2g thì ta dùng khoảng 10 viên thôi. Đấy. Tức là trong một ngày dùng khoảng 20g cái thuốc này. Cái bài thuốc này có công dụng là bổ máu. Đấy. Hành huyết, dùng trong trường hợp những người bị thiếu máu, những trường hợp mà cơ thể yếu, thể trạng suy nhược, người ta dùng cái bài thuốc này. Tóm lại, cây huyết giác này có hai cái công dụng chính. Một, đó là chữa bầm dập, tụ máu, đau xương khớp. Thì trong trường hợp này có thể sử dụng sắc nước uống hoặc ngâm rượu. Cái trường hợp thứ hai nữa, đó là trường hợp bị thiếu máu, đấy, người cơ thể yếu, gầy gò, ốm yếu, thì công dụng của nó đó là làm thuốc bổ máu. Đấy, hai công dụng chính thôi nhé. Một, đó là đau xương khớp. Hai là làm thuốc bổ. Bây giờ con sẽ đứng xa một chút để quay cho các bác xem cận cảnh cây huyết giác này. Đây các bác này. Đấy. Ở trong rừng thì nó mọc có thể cao đến 10 mét. Và cái đường kính thân này này có thể lên đến 30 cm. Đấy. Đây. Đây là một cây bé nữa các bác này. Đây, có một cây bé nữa các bác. Đây. Vẫn là một cây huyết giác nhé. Sau này nó có hoa, có quả thành chùm đấy các bác. Quả thành chùm. Đấy. Đấy, nhiều bác cũng gửi hình ảnh những loại cây này cho Quân và cũng hỏi Quân là dùng làm thuốc gì. Đấy. Thì trả lời cho bác trong video ngày hôm nay. Cây huyết sụ này, huyết xác này, đấy, huyết xác này hay gọi là cây xó nhà này, hay gọi là phát tài núi này, đấy, có những công dụng rất là tuyệt vời. Các bác xem video thấy hữu ích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của Quân có nhé. Trước khi áp dụng những bài thuốc liên quan đến vị thuốc huyết xác, các bác hãy tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Quân. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.